Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu nhanh về cái combo mạch ba tắc đơn ha. Combo mạch ba tắc đơn gồm có những cái linh kiện như sau ha. Đây một cái bo mạch đặc biệt ha, bo mạch ICTP16D2 có reverse echo cộng chống hú ha, rồi bluetooth thế hệ mới ha, thế hệ mới có hai cổng coaxial và optical ha. Ở đây cái điều đặc biệt của cái bo mạch này á thì nó có đến hai ngõ vào micro, cho phép mình lắp đến hai bộ micro tương đương với là bốn tay micro, nhưng mà ca cùng lúc nha. Mình xin lưu ý là bốn tay micro này ca đồng thời, ca cùng một lúc. Ok chưa? Nó khác ha, nó khác là bật tay micro này rồi bật tay micro khác khác nhau. Rồi thì linh kiện nó là gồm có cái bát ba tấc nè ha, bát chuyên cho lo kéo nè, bát ba tấc 4 ohm nè, 150W đến 250W nè ha, màn vải nè ha, viền vải luôn, loại xịn ha. Loại bát này là được xem như là loại xịn cho lo kéo rồi ha. Một cái chép 250, chép cỡ tháng 6 ohm là mình đã giới thiệu nhiều rồi, anh chắc cho các em là tuyệt vời ha. Một cái lo chung 14 ha, lo chung 14. Ok chưa? Thì ở đây mình sẽ tiến hành test qua tiếng micro ha. Rồi, thử test tiếng micro ha, đây. Đây, đang test trên cái micro này ha. Đây. 1 2 3 4 5 6 8 9 alo 1 2 3 4 5 6 cái ha. Thì cái đó là mình đang tắt hết cái phần echo. Đây, nó có echo rồi delay reverb đây. Mình đang tắt echo hết luôn. Giờ mình tăng echo lên. Đây là nó lập trình ha, thì cái chỉnh nó nhảy số là chỉnh là ha. Echo là E31 này ha, thấy không? Đây, ha, reverb này. Ok chưa? Rồi mình thử quyện vô với cái reverb echo thử sao ha. À này, 1 2 3 4 5 6 8 9 10. Alo. Alo 1 2. Ok thì đây mình đang test trên cái tay micro nè. Micro này thuộc cũng loại xịn nè ha. Thân nhôm nè. U tần số U nè. Xét tần số và chỉnh được âm lượng luôn ha. Mình chỉnh cho bên trong thân mic ha. Trong thân mic. Rồi, thì cái đó mình đã test qua về cái chất âm. Chất âm reverb thì rất là tuyệt vời ha. Mình đã test qua rồi ha. Độ sâu nó rất là sâu. Âm reverb kéo dài. Và quan trọng là âm nó phải trong. Trong trẻo ha. Cái độ kéo dài của nó không bị ù ha. Ok chưa? Rồi. Tiếp tục mình sẽ test nhanh về cái nhạc cái thứ nó đây thì nó có tạp âm chút xíu là mình đỡ trên bàn ha. Trên bàn thì nó có tạp âm, nó sẽ nhịp. Với cái kết cấu này thì chạy rất là bền, đã thiết kế kỹ thuật đại phú đã thiết kế rất là chuẩn rồi ha, thì cho phép mình sử dụng lâu dài, sử dụng bền trong khoảng thời gian rất là lâu dài ha. Đó là điều quan trọng. Một cái sản phẩm mình phải cần cái tuổi thọ ha, tuổi thọ mới là quan trọng ha. Chạy được nhưng mà chạy bao lâu ha, âm có hay không ha. Thì đòi hỏi mình phải chuẩn mạch và lo chuẩn. Ok ha, thì mình đã review nhanh về cái phần combo mạch ba tắc đơn cho các anh em xem đó. Này có hai cái anten nữa nè, mình lắp vô thì nâng được cái tầm xa của phòng micro, mình có thể đi xa trên 10 mét
Ok luôn, không có bị hụt sóng ha. Thì micro hiện tại những cái loại mic mà tần số mà nó thấp thì nó sẽ bị hụt, tần số cao thì nó sẽ đỡ ha. Nhưng mà thơm tay mic hai căn ten nó cải thiện rất là nhiều, được chưa? Rồi, kết thúc cái video này.